vô. 1, 2, 3, vô. Được chịu 20 ngàn. Mình sáng đêm luôn hả? Sáng đêm tới sáng nhầm nhầm. 10 quá, tuyệt vời luôn nè. Mày hỏi Hiếu Cuối coi. Sáng lên đổ đống bả lên hả? Em muốn mắc khói. Có mực có gì đâu, mấy con à. Đống bả nè, trời mẹ. Vậy nước đã bầm ra chừng nắm. Có mực quá hả? 2 triệu hả? Vậy để nó che lụn xụn nó chừng 2 ký. Đẹp hả? Không cảnh người đẹp thiệt chứ. Với mấy con mực thì xong. Cái mặt kia rằng ừ. Này á, có hồ ra trên không có chứa làm gì tất cả mất hết rồi. Để có Thiên nhiên quá, tưởng là mấy bữa ổng đi tới ngoài chuyện ngoài, phải có đem tiền mồi rồi á, 1 2 3 vô, hồ á, vô không nhìn. À, trời đủ á, anh cắn tép từ một tấm quá trời khoái. Mày biết đem ngày qua chợ bay được nhiêu không bé? Đây. Biết chợ bay được nhiêu tiền không ngày qua? Chiều tối gì nữa tại chiều 2 không biết mượn tiền ai. Rồi, tại ban ngày nó trái nắng. Chiều 20 ngàn. Chiều 20 ngàn. Hình nó thấy á, chụp đi. Lấy ai, chụp túi. Hả? Dạ, dạ. Trên kia đang là mồi nữa. Sáng luôn á. Chợ bay kìa, chợ bay quay. Thôi đi đây. Mới mốt cầm à giờ. Phải rồi. Để lên cái máy luôn. Không có thay bánh chớn này nó tiện đăng bánh chớn luôn. Tự nhân không bây giờ mình lấy cái quay 12 mình để lên trên cái máy này cái là mình lấy ba cái dây điện á, cắm vô. Nó hầm này cắm vô chạy trong cho mình té. Nó thiệt. Không người nhát nhăn giống quay đâu, thử mày chút nữa mày nghĩ xuống ghê tao coi. Thằng không quen á. Không quen mà không dám quay đó. Cặp đũa thân cây nè. Tại trong tao bằng hữu quay. Sáng không? Sáng. Trời nó mà chịu để cho mũi chạy ra ngoài mũi lấy luôn. Tấm chân trên đây nè. Ra lấy từ thùng hộp. Muốn ở mua hùng nhau cái hộp đi. Cái này là quay đưa lên YouTube nha. Đưa YouTube luôn hả? Ở lá liều luôn, trên YouTube luôn. Khoan, lên vô chubi luôn kìa. Tấm tấm. Quay nhiều luôn, quay cho. Thấy không, cho không ăn nữa, thấy không? Không phải là nó chê đâu. Vô chubi để cái gì, để gì mới được chú. Nước mực lớn, Sáu con. Nó bên chua hết tạm. Để... Không phải nói nha, tình thích này cho mấy đứa. Cái này chắc để cái tiêu đề gì chưa nghĩ ra. Đến đây mua thì nó cầm tự mua chẳng hà, tôi mua đứng trắng. Không bao giờ mua đứng trắng, thật sự dài đâu. Đây là dám tuyên bố nghe cái lú mà cũng dạng già dạo của ông anh đây nè, bánh mà 4-5 kg lú á, bánh nặng 4-5 kg là tới ta không mua luôn á, bỏ luôn á đây. Đi với tài công đi đem về cho con. Nói chơi tôm tích này mà mình xúc me ăn cũng đêm đó chứ mày, ăn giòn giòn. Ủa nam này lú nó bánh trời 200 gram không bữa hổ. Hai thằng gì hai anh em vớt tôm sú 3 hộp nữa để chừa lại nữa, bữa hổ thằng con. Có chất đâu mình bay cái gì không? Con đi mượn đây nó ông chú cho con mượn bánh xe chút xíu chú cũng trả. Mồi nhậu. Lục bi hả? Ừ lục bi nó cầm mà. Nghỉ tắm thì đi thay quần áo ra. Đi ra giáp vòng vòng hết rồi. Hai anh em tôi đi chơi tôi mốt tôi chúng đặc biệt đi đi tôi đi hiệp mình để bùng bền vậy mình ngủ đó hồ ngủ đêm thôi trải nghiệm chơi có đồ chơi đó hả tôi mới mua đó có ý hai nó mua có 2.700.000 à
mà mới có nó tới 6 triệu mấy lần. Dạ, cái máy vợ em nó trúng được bữa con ba đó, nó nhiều ngàn nó đi mua nhá.